Chào các bạn nha, hôm nay sẽ nấu món canh đu đủ, cũng quay video lại chia sẻ với mọi người. Các bạn cùng theo dõi video nha. Nguyên liệu để nấu món canh đu đủ thì gồm có thịt sườn ha, thịt sườn với xương cổ, nấu với đu đủ mỏ vịt. Đây, đó là nguyên liệu chính ha. Rồi bây giờ sẽ bắt đầu nấu, cả nhà theo dõi nha. Rồi, trước tiên mình cho nước vào. Trộn trước ha. Tiên mình sẽ trộn sạch trước. Giật thịt ra. Thế cậu bỏ à? Ừ. Nhân thì ngồi hóa. Đây là cái xương mình mới trụng xong ha. Còn nước nãy thì mình bỏ nha. Trụng này để nhầm để làm cho thịt nó sạch hơn ha. Rồi, bây giờ mình mới bắt cái nồi nước. Bắt nồi nước này ha. Cái số lượng nước nó khoảng bao nhiêu đây? Nước này mới dùng để nấu canh ha. Nước hồi nãy là nước trụng, mình dùng nước sôi mình trụng. Sắp đủ ra nha. Giờ mình cho thịt vô ha, thịt vô cái nồi nước này. Cho thêm cái tỏi băm với hành
Con coi thì con phải nghe người ta nghe rồi. Nhưng mẹ nói gì không? Nghe được chưa? Được rồi, quá nhiều quá ngọt luôn. Hết luôn hả? Mà xuống mà hỏi vô cái ngôi là bi dương là thua
Xăng lại ha. Đây. Nêm nếm. Cho nó xăng rồi thì cũng vừa lên. Cho vào một ít nước dừa các bạn. Và tiếp tục nấu ha, xong rồi.